những chi tiết gây ám ảnh tuổi thơ trong phim hoạt hình của Disney. Phần 5. Thang Gen mở đầu với việc hai gia đình người và khỉ sống ở hai nơi hoàn toàn khác biệt. Điểm chung của cả hai là đều bị báo đốm tấn công. Người xem có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của một chú khỉ con khi đang rong chơi và đối mặt với báo đốm. Tiếp đến, chi tiết người mẹ khỉ mất con đi vào trong căn buồng của gia đình loài người, để rồi nhận ra chỉ có một đứa trẻ duy nhất sống sót nằm bơ vơ một mình đã thực sự ám ảnh vào tâm trí mỗi khán giả. Và để bớt ám ảnh, mình xin giới thiệu trang web APK Todo, nơi có thể tải gần như tất cả các trò chơi và ứng dụng đang hot, với điều đặc biệt là phun vàng bạc có tính năng mà không phải chi trả bất kỳ một khoản phí nào. Bài học lớn nhất mà Vua Sư Tử dạy cho khán giả chính là cách mà chúng ta đối diện và vượt qua những mất mát. Tuy nhiên, cái chết của Vua Sư Tử Mufasa do Scar gây ra vẫn làm khán giả bị ám ảnh nặng. Disney thậm chí còn cho Simba tìm ra xác của cha mình và van xin ông thức giấc trong vô vọng để phản ánh rõ nét sự khốc liệt của xã hội này. Trong một phân cảnh, người xem còn thấy Scar tung hứng một chiếc đầu lâu, thứ được cho là của Mufasa.